să vă cai. Dạ vâng, ngày mai xin chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi sáng ngày hôm nay, một buổi sáng cuối tuần. Dạ hiện tại thì em Hải đang có mặt tại ngã tư giữa đường Nguyễn Du giao nhau với đường Bát Tơ. Dạ hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo cùng với em Hải từ ngã tư đường Nguyễn Du giao nhau với Bát Tơ, mình qua khu vực Dinh Độc Lập rồi công viên 30 tháng 4 về tòa nhà Diamond cũng như là điểm kết thúc ở tại khu vực nhà thờ Đức Bà nha quý cô chú anh chị các bạn mình. Dạ thì em Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo phố cùng em Hải nhá. Cái bên này thì cứ cô chú anh chị mình bên này lại có một cái cửa hàng Server Cây này. Chỗ này thì cũng mới vừa mở khoảng một tháng trở lại đây thôi. Thì dọc đường Nguyễn Du thì cứ cô chú anh chị mình có thể thấy này, hai bên đường là những hàng cây me xanh tỏ bóng mát tại khu vực này. Hôm nay thì cũng có một số cái mặt bằng đóng cửa. Kiểu như những mặt bằng công ty ấy, thì người ta sẽ không làm thứ bảy và chủ nhật, người ta đóng cửa đâu. Ô, bên này có hai cửa hàng luôn, cứ chú ý chị mình cùng một chú hệ thống mà thuê mặt bằng trên một con đường cách nhau có mấy căn nhà đâu. Đây, sáng này cứ chú ý chị mình có thể thấy là mọi người uống cà phê sáng. Còn đợt năm nay thì em Hải thấy là từ đầu năm tới giờ cũng hơn đến mười mấy triệu lượt khách tới với Việt Nam mình rồi. Đây, cứ chú anh chị mình thấy là sáng Việt Nam mình cà phê sáng ăn sáng. Hiện tại bây giờ là 10:30 sáng rồi, cứ chú anh chị mình. Hôm nay thì em Hải dậy hơi muộn một chút vì tối qua mình đi lang thang rồi bay vào đó nó mệt nên ngủ hơi muộn, dậy hơi muộn hơn so với mọi ngày. Thì bây giờ thì tiếp theo thì mình sẽ tới với ngã tư giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao nhau với đường Nguyễn Du. Bây giờ thì em Hải sẽ vào với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nhé. Ôi, ở đây là cứ có chú anh chị mình. Ở đây là có nguyên một cái dàn xe hạc lầy này, giới siêu dầu. Đấy, sáng thì cà phê. Đấy, có chú anh chị này. Rất đà mắt luôn, một dãy và đến mấy chục chiếc. Thì ở phía bên này thì có cái tiệm cà phê có chú ý chị mình thấy đấy, rất là đẹp, nó tên là Đôi Dép. Thì bây giờ thì mình sẽ đi thôi. Đấy, cô chú anh chị thấy không gian rất là chill luôn, nhưng mà có vẻ là vắng khách. Mọi người tập trung về đường Alexander để uống cà phê cũng như là vui chơi ở tại khu vực đấy. Đấy, khu gia này, chú và chú anh chị mình ở quán ăn này, chắc là tối nay em Hải sẽ ghé qua đây mình cùng thưởng thức ẩm thực ở tại khu vực này. Đấy, cứ có chú anh chị mình cũng quan tâm đây thì em Hải sẽ cố gắng thưởng thức nhiều cái món hơn. Bên này có em gái xin về nha. Ở đây thì phục vụ phải là cả sáng cả chiều cả tối luôn, cứ có chú anh chị mình. Ở đây em Hải thấy là đa phần là những cái món châu Âu, món số nước ngoài là chính, có món Việt mình thì cũng không nhiều đâu. Đấy, cô chú anh chị Việt kiều mình có thể ghé qua thưởng thức thử. Mà giá ở đây thì nó sẽ cao nha, cao với người Việt thôi chứ đối với cô chú anh chị mình nước ngoài về thì mức giá đấy thì nó cũng bình thường thôi. Đấy, món dao động tầm khoảng 5 đô cho tới 7 đô món, tức là khoảng 100.000 tới 150.000 đồng. Đây, bây giờ em Hải sẽ đi qua khu vực Dinh Độc Lập, quay tới chú anh chị mình xem một chút
khu vực Dinh Độc Lập. Đấy, sáng nha. Mọi người đi ăn uống sáng sớm cũng như là đang đi chụp hình nữa. Rồi, hiện tại mình đang có mặt tại ngã ba giữa đường Hàn Thuyên giao nhau với đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mỗi lần qua đường ở trong khu vực này đấy, cũng ngán lắm cô chú anh chị, thì lượng xe cộ đi tương đối là nhiều và nhanh nữa. Lượng người vào khu vực Dinh Độc Lập cũng rất là đông. Wow, đông ghê nha. Chú anh chị mình thấy này. Cái đoàn du khách họ cũng đang đi vào bên trong để tham quan. Tiếp theo là đoàn du khách này, đoàn du khách châu Âu đi một cái đoàn xe tiết hơi nắng nóng một chút. Chú anh chị thấy đấy, từng đoàn du khách nước ngoài này đi từng đoàn rất là đông. Đấy, chiếc xe 45 chỗ. Người đã mặc áo dài đi chụp hình rồi đấy. Đây, bên này xe điện này cũng vậy đấy. Các bạn thấy này, là áo dài. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua bên khu bên kia.
bây giờ mình sẽ qua đường, nhưng mà mỗi lần mà qua đường tại khu vực này nó khá là cực nha cô chú anh chị mình. Chú anh chị mình thấy này, bên này quán cà phê này mới này, đẹp ghê luôn. London Center nằm ngay ở số 8 là Alexander Hai Mặt Tiền.
Yeah.
Rồi là đồn mút.
quê rồi, con nuôi ra vui rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
那他的周先生呢？周先Dạ vâng, thì quý cô chú anh chị mình cũng thấy bây giờ là 10 giờ 50 phút. Em Hải thấy là thời tiết có vẻ đang rất là nóng rồi quý cô chú anh chị mình. Vậy giờ thì em Hải sẽ quay về vực này về khó kia đâu. Nóng quá, về mình lấy xe và chắc là mãi cũng xin phép được dừng clip thôi.
Đây, quý cô chú anh chị mình thấy là sáng này, cà phê ăn sáng này, không chỉ là du khách nước ngoài mình, cả người Việt mình cũng rất là đông. Dạ thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy dù thời tiết nắng nóng như vậy thôi nhưng mà em Hải thấy lượng khách đi chơi rất là đông nha. Hiện tại bây giờ là 11 giờ trưa rồi, thời tiết là rơi vào khoảng 35 độ C nhưng mà em Hải thấy là mọi người đang đi chơi đông và rất là náo nhiệt. Thật sự là mình ở nhà nó rất là buồn nhưng mà khi đi quay gửi tới quý cô chú anh chị mình những cái thước phim cuộc sống sôi động ở Sài Gòn thì mình lại cũng thấy tâm trạng mình vui hơn đấy. Không biết là quý cô chú anh chị mình xem trên những cái thước phim thì cảm nhận có mọi người như thế nào.
Dạ vâng, thì hôm nay thì quý cô chú anh chị mình có thấy cái gì khác không? Ở bên này thì họ đã chuyển những cái cây cao đi và thay vào đấy là những cây tầm trung trung. Quý cô chú anh chị mình không biết là sẽ lên hình như thế nào đây. Để mình cùng chờ đợi xem sao nha. Đấy, những cái này chắc phải đến Tết thì nó vẫn có những cái khung hình đẹp ở tại khu vực này. Thank you.
Dạ vâng, thì đến đây thì em Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn đã đồng hành cùng em Hải, và hẹn tất cả mọi người ở một video tiếp theo nha.